tròn một năm trước, Toyota Việt Nam, TMV, giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ chủ lực của họ, Fortuner phiên bản mới tới người tiêu dùng trong nước. Tại thời điểm đó, TMV đã khiến người tiêu dùng ngạc nhiên khi chỉ mất 3 tháng để đưa phiên bản facelift này về nước, tính từ khi ra mắt quốc tế tháng 6 năm 2020. Thông thường, các hãng xe, đơn vị nhập khẩu trong nước mất nhiều thời gian, thậm chí phải tới cả năm mới có thể đưa phiên bản mới của một mẫu xe về nước. Phiên bản facelift của mẫu xe này được ra mắt năm ngoái, vốn dựa trên nền tảng của Fortuner thế hệ thứ hai, trình làng tại Việt Nam vào năm 2017. Vì là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên không có quá nhiều sự khác biệt, chủ yếu là làm mới ngoại thất và bổ sung trang bị. Phần đầu xe được thiết kế lại theo thiên hướng hầm hố hơn. Cụm lưới tản nhiệt lớn, thiết kế cầu kỳ hơn trước. Đèn pha của Toyota Fortuner 2021 có giao diện hoàn toàn mới với sự bổ sung của giải đèn LED ban ngày. Hai bên đầu xe xuất hiện thêm hốc gió mới đồng thời là nơi đặt cụm đèn sương mù cuối cùng là cụm đèn hậu LED mới, có kích thước mỏng hơn. Bên trong nội thất thiết kế, vẫn được giữ nguyên ngoại trừ có thêm kết nối Apple CarPlay và Android Auto, loa JBL, trên một số phiên bản. Động cơ của xe có hai loại máy dầu là 2,4 lít và 2,8 lít, một loại máy xăng 2,7 lít. Đi kèm là hai loại hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, trong khi đó hệ dẫn động gồm dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh bán thời gian, có gài cầu điện tử. Xe có tổng cộng 7 phiên bản cùng mức giá giao động từ 995 triệu tới 1,426 tỷ đồng. Sau một năm mở bán, Toyota Fortuner tuy không giành lại được ngôi đầu phân khúc như quá khứ từng làm được, nhưng nó thường xuyên có mặt trong top 3 mẫu xe 7 chỗ, có doanh số tốt của tháng với trung bình 600 xe, tới tay người tiêu dùng mỗi tháng, xét trong một năm năm ra mắt. Còn trong 8 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã bán được 3.369 chiếc ra thị trường trong nước, xếp sau những cái tên như Hyundai Santa Fe 6.750 xe. Kia Sorento 3.474 xe và Ford Everest 3.440 xe. Doanh số trong 8 tháng qua có sự tác động của những chương trình giảm giá. Cụ thể, Hyundai Santa Fe trước thời điểm ra mắt phiên bản mới, tháng 5 năm 2021, liên tục nhận được các mức giảm giá mạnh nhằm xả kho mẫu cũ, thậm chí có thời điểm mức ưu đãi lên tới 120 triệu đồng nên không quá ngạc nhiên rằng, mẫu SUV này có doanh số vượt trội hơn hẳn trong phân khúc. Tương tự với Kia Sorento và Ford Everest cũng có những chương trình khuyến mãi khác nhau. Trong khi đó, kể từ khi Toyota Fortuner Facelift ra mắt tới nay, mẫu xe này vẫn luôn giữ ở mức giá niêm yết nên việc thu hút khách hàng cũng có phần khó khăn hơn. Do đó, với diễn biến dịch bệnh như hiện nay, nhiều người dự đoán Toyota Fortuner sẽ nhận được một chương trình khuyến mại nào đó, như cách TMV đang làm với Vios để cứu vãn tình hình. Vốn nổi tiếng về sự bền bỉ đã được kiểm chứng qua thời gian phụ tùng rẻ và dễ tìm kiếm hơn, Toyota Fortuner vẫn là một trong những mẫu SUV lọt vào tầm ngắm của đa số khách hàng Việt. Điểm khó của cựu vương doanh số là đang tụt lại phía sau về thiết kế và option, những điểm mạnh truyền thống của xe Hàn, nơi Hyundai Santa Fe và Kia Sorento đang ganh đua rất mạnh để chiếm thêm thị phần. Trong khi đó, nhắc tới sức mạnh ở sân chơi này, Ford Everest lại đóng đinh trong tâm trí người dùng.